Cứ tìm gì đấy? Chữ chùa. Em á. Em tìm cái kìm để cắt móng tay móng chân mà. Chú tìm cái gì thì bảo chị tìm cho. Việc gì phải lục lọi như thế? Thì lúc nãy em tìm chị, nhưng mà có thấy chị ở nhà đâu. Đây, kìm đây. Muốn tìm cái gì thì nhớ bảo chị nhá. Nhà chị cái gì có thiếu mỗi tiền thôi. Chị cứ trêu em. Giờ này thì ai để tiền ở nhà nữa. Chú nói chuẩn. Không chồng nó lấy hết đi chị. Chuẩn đấy. Chị nói chú biết nhá. Bây giờ bọn bất lương đầy ra ăn trộm nhá, như dươi ấy. Chị có bao nhiêu tiền chị tốt nhất là tống hết vào ngân hàng, chứ ơi đâu để ở nhà. Vâng. Chú có tìm gì nữa không? Chị tìm nốt cho nào. Không, em tìm mỗi cái kìm để cắt móng tay móng chân mà. Móng chân em dài quá, nó đâm ra hết thịt, đau với là đau. Thì đứng đấy làm gì nữa? Thì đây, em lên phòng đây. Cứ tưởng là muốn tìm gì khác nữa cơ. Em tìm mỗi cắt móng chân đi. May là mình lên sớm nhá, không kiểu gì mất đồ. Mày mà nghĩ ra kế hợp lý. Đồ đen thế. Sáng ra đã gặp gái rồi. Như này cả ngày đen như mực thế. Về rồi đấy. Anh đi đâu bây giờ mới về đấy? Em gọi điện chẳng nghe máy. Thế anh đi công việc một chút chứ có đi đâu đâu. Lại có việc, suốt ngày có việc. Chẳng hiểu việc thật hay việc gì nữa. Em không tin đấy, thì qua hỏi anh Tú mà xem. Lại anh Tú. Sao lúc nào cũng là anh Tú thế? Em hỏi anh nhá, anh Tú là vợ anh hay em là vợ anh? Này, tất nhiên là em là vợ anh rồi. Nhưng mà anh Tú ấy là ân nhân của nhà mình. Em phải biết là công việc anh có hiện tại nhà cửa như này là cũng một tay là do anh Tú hỗ trợ. Thì em biết là như thế. Thế nhưng mà anh suốt ngày đi đêm hôm, em còn phải đợi anh về, em mới ngủ được. Thôi, cố nốt tháng này. Thì tháng sau nhá, công việc ổn định rồi, anh đưa em sang Hồng Kông chơi được không? Hồng Kông á? Ừ. Em nói cho anh biết nhá, ở Hồng Kông ấy, mua sắm bị tốn tiền lắm đấy. Mà anh thừa biết em không được mua sắm thì sẽ ra sao rồi. Em cứ nói liên thiên. Tất nhiên là anh đưa em sang đấy. Phải đưa em đi mua sắm đầy đủ. Em cứ ngoan đi, cái gì anh cũng chịu. Được chưa? Em ngoan mà, lúc nào em cũng ngoan làm gì nữa. Mà này, vừa nãy là thằng em trai anh đi vào phòng mình lục lọi đồ đấy nhá. May mà em xuất hiện kịp, không thì kiểu gì mất đồ. Anh phải xem tình hình thế nào đi. Chứ cứ như thế này là nó hỏng hết. Chết. Không hiểu cái thằng này nó giống ai. Được rồi, để anh đi xem nó như thế nào nhá. Đi đi. Sao rồi? Không thấy không. Điện thoại gọi thì tắt máy. Không thấy luôn á. Thôi chết rồi. Tối nay có trận bóng đá Anh đấy. Kiểu gì nó cũng lê la hàng quán. Này em nghi là nó cá độ bóng đá lắm đấy nhá. Chết giờ. Được rồi, em cứ nghỉ đi. Xong rồi để anh ra anh tìm anh xem hỏi nó như thế nào nhá. Thôi đi 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 luôn đi. Thu à? Ôi đi đâu ấy? Chị Hòa à? Em chuẩn bị ra chợ một tí ạ. Ui dồi ôi, này chị nói thật với em đảm đang thật đấy. Riêng khoản gì khoản này chị thua kém em. Đảm cái gì, mấy cái việc này á đàn ông còn làm được. Không có việc gì thôi em ra cho em mua để không hết thịt. Ê, này chị nhờ tí việc. Dạ. Chị chẳng là chị cũng không muốn sang đây để tìm em đâu. Tại vì chị gọi cho cái thằng em chẳng được nên là chị mới sang đây thì nhờ em tí việc. Thằng Lâm em á? Ừ, thằng Lâm em đây. Chị gọi điện cho nó chẳng nghe gì cả. Nên là chị sang đây nhờ em có một chút việc. Thế nhưng mà có việc gì hả chị? Đây, anh xem đi.
Giấy vay tiền. Số tiền 500 triệu đồng. Cái gì cơ? Tận 500 triệu á? Em cứ bình tĩnh. Ừ đấy, như thế. Chị có bị nhầm không đây hả? Thằng Lâm em không bao giờ đi vay tiền nhiều như thế này. Không phải. Em làm như kiểu là chị bắt ép thằng Lâm nhà em ý. Thằng Lâm nhà em là sang tận nhà chị rồi xin chị cho nó vay tiền để nó giải quyết những vấn đề khó khăn của nó. Chứ không phải chị bắt ép nó đâu. Gớm, cả cái khu này có ai là không biết tiếng tăm của chị đâu. Tiếng tăm của chị á? Em ý gì đấy? Ý gì thì chị tự biết. Còn cái việc này nhá, em nó ký, chị đi mà gặp, không liên quan gì vợ chồng em đâu. Này, chị sang đây để muốn nói chuyện tử tế với cô mà bây giờ cô dở giọng như này, chị cũng nói luôn nhá. Chị không cần nói tôi cũng biết nhá. Gia đình tôi là gia đình làm ăn chân chính. Chúng tôi cho vay tiền là chúng tôi thương người, muốn giúp đỡ người vượt qua khó khăn hoạn nạn, cô hiểu chưa? Còn tôi nói với cô này, nếu như mà cho vay tiền ý mà không trả tiền cho chúng tôi ý, thì những người như thế sẽ không xong với chúng tôi đâu. Tôi nói với chị nhá, cái việc vay tiền là không liên quan gì vợ chồng chúng tôi. Chị đi mà gặp thằng Lâm em tôi mà giải quyết. Không liên quan gì đến vợ chồng cô thì liên quan đến em trai cô. Còn liên quan đến cả bố mẹ của em trai cô. Mà tôi nói luôn cho cô biết nhá, một tuần nữa mà không trả đủ tiền cho tôi nhá thì những người liên quan ý không yên đâu. Chị đi. Bây giờ cô về cô nói chuyện với cả chồng cô đi. Rồi mai mốt là chị sang nói chuyện tình cảm sau, nhớ chưa? Chị đi đây. Alo. Cái gì cơ? 500 triệu á? Cái chỗ bà Hoa sửa đồ cái gì đúng không? Ừ, được rồi. Thì anh về xem đi nào. Được rồi. Anh cảm ơn. Sao đấy? Nhà chuyện nào? Thằng em sao? Không hiểu là cá độ bóng đá kiểu gì. Em chả biết làm nào với nó cả. Cá độ bóng đá trên dính vào cá độ bóng đá hỏng hết em ạ, cái đấy hút máu ngang chẳng nghiện đấy. Em biết được như thế, bây giờ bên đấy người ta đang đòi 500 triệu. Mà em không biết lấy đâu ra, mà bên bọn cầm đồ ấy, mà không giả cho nó là đến mà nó phá nhà. Thôi, không phải lo nhá, cứ bình tĩnh đã. Nhân tiện, anh đang có một công việc mà mang anh muốn bàn cả em đây. Em sẽ kiếm được khá khá tiền đấy, mà không phải khá khá. Mà là rất nhiều tiền ở đằng khác. Công việc gì hả anh? Cái này nhá, tức là bây giờ anh đang có một khoản tiền, anh cần phải thanh khoản nó. Và để hợp pháp hóa cái khoản tiền đấy thì anh phải mượn danh, trên danh nghĩa đầu tư cho công ty của em. Và anh sẽ chuyển tiền vào tài khoản của công ty em. Từ tài khoản công ty em sẽ là người chuyển tiền vào trong những tài khoản cá nhân khác và anh sẽ cung cấp cho em sau. Em hiểu vấn đề không? Như thế có nghĩa là công ty em sẽ là trung gian để chuyển số tiền đó cho anh. Chính xác, nó gắn gọn hơn thì đấy, đúng không? Như em nói là đấy là trung gian. Nhưng mà liệu như thế có tính dáng tiền pháp luật không anh? Không, em sẽ cứ lo nhở, anh cũng sẽ không đưa em vào chỗ chết đâu, em hiểu không? Bây giờ nhá, anh nói với em là những cái giấy tờ hay là thủ tục anh đã hợp pháp hóa hết rồi, em không phải lo. Yên tâm nhá. Em theo anh ạ, dù sao thì em có được ngày hôm nay thì cũng là do anh. Thế nên là em chẳng có vấn đề gì cả. Cứ nhắc đi nhắc lại cái chuyện quá khứ làm gì. Một ngày là anh em, mãi mãi là anh em. Đúng chưa? Không biết. Không phải lo đâu. Anh ơi dậy đi anh ơi. Dậy ngay đi, ngủ gì nữa. Để anh ngủ tí đã. Dậy đi, nhà có chuyện rồi. Có chuyện lớn rồi. Chuyện gì, có chuyện gì? Ông Tú bị công an bắt rồi. Ông Tú bị công an bắt á? Ừ. Ông Tú bị bắt, em lấy thông tin ở đâu? Trên báo nó đầy ra như thế. Bây giờ anh mở mạng ra anh xem cho em. Mày đúng. Ôi, đêm qua người ta đi vào khám xét nhà rồi á. Bắt lên đồn luôn rồi. Tuyến Anh Tú cầm đầu đường dây đánh bạc. Chết rồi. Này, anh có chung đụng làm ăn gì với ông ý không đấy? Có. Chết rồi. Nhưng mà làm ăn cái gì? Anh chuyển tiền trung gian cho công ty ông ý. Ôi, nhiều không?
cũng nhiều. Thôi, bây giờ anh đi thay quần áo, bây giờ em thay quần áo luôn xong đi với em, nhanh lên. Ngồi đơn đấy làm gì, nhanh lên, khẩn trương lên. Chết rồi. Mời em ngồi xuống. Chào anh ạ. Anh em đến đây là có một việc muốn hỏi anh để xem anh giải quyết cho em với. Tại vì là em thì là có thành lập một công ty, em có bạn thân thì là ông ấy, nói chung là em với ông ấy hợp tác công việc là lâu dài và rất là ổn định, ok. Nhưng mà có một ngày thì ông ấy bảo em là sẽ chuyển tiền vào công ty của em. Em là đứng ra trung gian lại lấy số tiền đấy để chuyển cho các cá nhân, nhưng mà cá nhân nào thì em không biết. Số tiền thì cũng lớn đấy ạ. Gần đây thì em mới nhận được tin là ông bạn đấy là bị công an bắt vì tội tổ chức đường dây đánh bạc. Thì không biết là em có bị dính líu hay liên lụy gì không. Thì đấy, em muốn đến đây để hỏi anh, để anh tư vấn cho em. Bây giờ trước khi tư vấn thì anh muốn làm rõ với em mấy vấn đề này. Thứ nhất là em có biết là cái nguồn gốc cái số tiền của bạn em không? Có nghĩa là biết là ông ấy dùng cái tiền đấy lấy nguồn gốc từ đâu không? Em cũng không biết đâu, tại vì là em chỉ cần nghe anh ấy bảo là, tại vì là em cũng từ trước đến nay là một tay là anh ấy gây dựng và anh cũng giúp đỡ em để em có được ngày hôm nay. Thế nên là anh ấy bảo gì thì em cũng nghe đấy, thì em cũng không tìm hiểu kỹ quá vấn đề là tiền anh lấy đâu cả. Nhưng mà em cũng không rõ, nhưng mà em cứ làm theo ý của anh ấy là em dùng, anh ấy đưa cho em bao tiền, sau đó thì em chuyển cho người người A, người B số tiền, đúng không? Cái số tiền là bao nhiêu tiền em? Khoảng 5-6 tỷ. 5-6 tỷ cơ. Rất lớn. Em có được hưởng lợi từ cái số tiền đấy không? Tất nhiên là có ạ, tại vì là có nên em mới tham gia. Em dùng tiền để em hưởng lợi từ cái số tiền đó, đúng không? Ở trong cái trường hợp này của em ấy thì anh có thể tư vấn sơ bộ như sau. Đối với lại cái hành vi của mà ông anh em ấy thì có thể cơ quan công an người ta sẽ xem xét về cái hành vi gọi là tổ chức đánh bạc và đánh bạc theo quy định của Bộ luật hình sự. Và trong cái quá trình điều tra đấy thì người ta sẽ tìm ra những cái người mà giúp sức cho bạn em trong cái việc là chuyển tiền rồi hợp thức hóa các cái dòng tiền đấy, thì chắc chắn là người ta sẽ hỏi về cái số tiền mà em nhận được từ ông anh em. Thì đối với cái trường hợp của em ấy thì em do em được hưởng lợi từ cái số tiền đó, và đáng nhẽ em là một người doanh nghiệp, một người doanh nhân, thì em phải hiểu rõ là có nghi ngờ là tại sao ông anh em lại đưa cái số tiền đó cho em và em lại chuyển để cho người khác. Thế vì vậy mà trong cái pháp luật Việt Nam, đặc biệt là cái luật phòng chống rửa tiền, thì người ta có quy định là đấy là cái hành vi cấm. Và hành vi rửa tiền được hiểu đó là giúp người khác hoặc là hợp thức hóa các cái số tiền mà do cái hoạt động bất hợp pháp mà có. Thế vì vậy là trong trường hợp này của em ấy thì rất có thể là em đã vi phạm các cái quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền. Và anh cũng thông báo với em là trong Bộ luật hình sự của Việt Nam thì người ta có quy định về cái tội rửa tiền ở quy định tại điều 324 của Bộ luật. Thì người ta có nói là nếu mà người nào mà tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc giao dịch khác nhằm che giấu cái nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản do mình phạm tội mà có, hoặc biết hay có cơ sở để biết là người phạm tội mà có, thì trong trường hợp này thì có thể là em sẽ bị cơ quan chức năng người ta xem xét về cái trách nhiệm đối với cái tội rửa tiền. Và trong luật ấy thì anh cũng nhấn mạnh với em ấy là trong quy định tại khoản 3 của cái điều 324 này thì người ta nói là nếu mà em phạm tội trong các trường hợp, ví dụ như là có cái số tiền tài sản phạm tội có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên thì có thể bị phạt tù từ 10 đến 15 năm tù. Thì đấy là cái số tiền là từ 500 triệu đồng trở lên, mà trong cái trường hợp này của em ấy là em đã giúp người ta giấu và giao dịch cái số tiền là đến 5-6 tỷ, và em cũng được hưởng lợi từ cái hoạt động đấy. Và trong cái khoản 3 này người ta cũng nói là nếu mà thu lợi bất chính từ 100 triệu đồng trở lên thì cũng đã bị khởi tố và có thể bị truy tố và cái tội và có thể bị phạt tù từ 10-15 năm tù. Hành vi của em có thể nếu mà bị khép vào tội rửa tiền thì sẽ rất là nghiêm trọng. Em đã bảo anh ngồi, em cố làm theo ông Tú cơ. Anh ơi, thế có cách nào để em không bị phạt tù cũng như là có thể giảm
trách nhiệm xuống được không ạ? Ê, bây giờ vợ chồng em mà trả lại hết cái số tiền hoa hồng mà vợ chồng em kiếm được từ trước giờ để làm cho anh ấy thì bây giờ có được giảm nhẹ tội không ạ? Hoặc là nộp lên trên cơ quan công an ạ? Thì anh nghĩ là cơ quan công an người ta đang trong cái quá trình điều tra vụ án thì người ta cũng rất cần là đẩy nhanh cái quá trình điều tra bằng cách là người ta sẽ phải thu thập các cái số tiền vi phạm cũng như là tìm ra các đầu mối. Thế vì vậy mà anh nghĩ là chồng em lên tiến hành là làm một cái đơn tự thú. Trong đó thì trong cái đơn tự thú đấy thì nêu rõ về cái quá trình hợp tác với Tú cũng như là liệt kê các cái số lần mà mình đã giúp Tú chuyển tiền cũng như là các cái người mà mình đã chuyển, các cái cá nhân mà mình đã chuyển. Và mình cũng tự động là sẽ khắc phục hậu quả bằng cách là giao nộp cho cơ quan điều tra cái số tiền mà mình được hưởng lợi từ cái hoạt động đó. Sau đó thì cũng giúp cơ quan điều tra là liên hệ với những cái người mà đã nhận tiền. Thì anh nghĩ là đấy là cái tình tiết giảm nhẹ theo quy định của Bộ luật hình sự, có nghĩa là đã giúp khắc phục hậu quả rồi tự thú. Thì anh nghĩ là đấy là cái tình tiết giảm nhẹ rất có lợi về sau nếu mà em bị khởi tố về cái tội rửa tiền.